Liên Hiệp Quốc gửi các nhà điều tra sang Iraq đánh giá tội ác của quốc gia Hồi giáo, tin từ New York. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thống nhất gửi một số nhà điều tra tới Iraq đánh giá tội ác của các phiến quân quốc gia Hồi giáo nhằm buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Tại cuộc họp Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện thường trực của Pháp là Nicolas Nemchinov nói rằng họ muốn quốc tế chú ý tới cuộc xung đột đang diễn ra tại Iraq và đặc biệt là hành động giết người man rợ của phiến quân quốc gia Hồi giáo. Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Mohamed Sudani nói với hội đồng rằng hành động của quốc gia Hồi giáo đe dọa không chỉ đất nước Iraq mà còn cả thế giới. Diễn đàn thông qua nghị quyết mà không cần bỏ phiếu, nhưng phái đoàn Nam Phi cho biết họ không cần đồng ý vì nhận thấy nghị quyết thiếu cân bằng. Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Baudelaire Ella chủ trì cuộc họp và tuyên bố nghị quyết về việc gửi các nhà điều tra tới Iraq được thông qua khi các phái đoàn không yêu cầu bỏ phiếu. Quốc gia Hồi giáo được cho là mối đe dọa an ninh quan trọng của các chính phủ Tây Phương sau khi họ đăng một đoạn video chặt đầu nhà báo Hoa Kỳ James Foley vào tháng 8. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai, chỉ trong tháng 8 đã có ít nhất 1.420 người bị giết vì bạo lực sắc tộc ở Iraq.